Chào các bạn, hôm nay thì mình vừa mới làm quả miệng cười ấy. Sau một tiếng 30 phút thì nó nằm ở trên răng mình. Thực sự là mình rất muốn để quay cho bạn xem mình có quá trình mình nghiền răng như thế nào, nhưng mà ở nhà khoa người ta cấm để quay phim. Ok, đây là răng mình sau khi nghiền. Thực sự là mình vừa mới bỏ mặt cài lên cách đây khoảng 1 tiếng thôi. Ở nha khoa quay về nhà là 1 tiếng đồng hồ. Mình thực sự là muốn niềng bằng mặt cài kim loại tự động, nó bị ngọc một tí thôi. Nhưng mà do là cao của mình khá nhanh, người ta có nói là khoảng 10 đến 12 tháng thì bác sĩ là phải bỏ thêm một miếng để làm hai cái hàm mình đẩy sáng nó ra. Bởi vì là cái phần trên này của hàm rồi nhé, sẽ bảo là cái phần hàm răng cửa trong này nó hơi bị khép vào, cho nên là phải để lên để chúng ta có cái nâng hàm và điều chỉnh hàm cho nó mở rộng ra cung hàm. Bác sĩ nói là cái khoảng này sẽ được phần trên sẽ được điều chỉnh nhanh chóng, trong khoảng 1 tháng thì nó sẽ đều lên. Và mình cũng thấy răng mình chạy khá là nhanh, phần dưới mình ok rồi. Răng khểnh này là trước nó hơi cao, bây giờ vẫn còn cao, bây giờ cả kéo xuống nhìn nó trên bây giờ khá là tởm nhỉ. Dạ, sau 1 tháng mình sẽ thay cái dây chương là đồng thời điều chỉnh cái mắc cài. Tạm thời thì mình có thể ăn nhai hơi khó, nhưng thực sự là khá là đau. Mình kiếm gì ăn đây để thử. Bởi vì ngày mai sẽ phải ăn với một thức ăn mình không biết trước. Crazy. Mm-hmm.